đêm sáng soi dẫn cuộc dài, dáng tay của ngài mà con vẫn suy gẫm. Thank you.
về tôn giáo của giáo phận, chúng ta xin sắp chỗ ngồi trường các đoàn hội và những quý khách đại dương, xin chúng ta vui lòng chúng ta giúp cho ban tổ chức dường ghế cho những người đang hành hương. Xin Chúa thương đón nhận tất cả trong vòng tay của người.
chúng ta khiêm tốn nhìn lại chính thân phận tội lỗi yếu kém của chúng ta với nhiều khiếm khuyết thiếu sót nhiều tội lỗi, chúng ta phó thác cho lòng thương xót của Chúa và cần làm lòng thương xót của Chúa thương chúng ta trong tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cùng với hai thánh quan thầy trên thánh lễ của Chúa hôm nay cũng như xứng đáng tại điều kiện để lãnh nhận pháp lành với ơn gọi xa trong ngày thành tựu này. Tôi nhân cùng Thiên Chúa toàn
phải yên trí cùng Chúa trong sự nghiệp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Thank you.
anh ta lại là một phạm hóa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà, trông thấy bà xuất hiện lòng thương và quấn, bà khóc nữa. Rồi người lại gần sờ vào quan tài, các người kinh dừng lại. Đức Giêsu nói: Này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Người đến, người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu cho anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn kính khi Chúa lại. Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và khi Chúa đã thấy trong tâm người. Người này là Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Do vậy, đối với người đàn ông thì được một người vợ không mang như đầu là có được một kho bóng không gì sẽ nghĩ. Sách Thánh Ca nói đến mối phục của người chồng, phúc hay ai cứ được vợ hiền, họ sẽ tăng lên trong tôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được tăng lên sân nhạc cuộc đời. Vợ hiền là một số tốt vật may hẳn cho những người kinh sợ. Và vậy, Thiên Chúa dựng nên người phụ nữ với bản chất là dị dàng cho chúng ta nhân ông bao dung, hiền hòa, kiên nhẫn, thủy vị. Người vợ tiếp ra ngoan hiền bao giờ trung thủy, bởi lẽ họ sẽ chia lo xây đắp hạnh phúc gia đình mình hơn là đi tìm những thú vui bên ngoài. Người vợ ngoan hiền đó sẽ xây dựng mái ấm gia đình làm cho cả nhà vui vẻ, chồng con đều hạnh phúc. Như lời sách Châm Ngôn cũng nói, phụ nữ vui ngoan xây dựng cửa nhà, phụ nữ đại độ từng tay phạt. Thánh Monica là một người vợ hiền, một nàng dâu ngoan ngoãn và là một người mẹ mẫu vững trọng gia đình. Người đã hoàn thành sứ mạng làm vợ hiền dâu ngoan. Ngài là một gương cho mọi người mẹ trần gian trong kiên đức chăm sóc bảo vệ nuôi dưỡng giáo dục con cái. Thật vậy, hoàn cảnh cuộc đời của Monica đã có thể quý ngài thành một người vợ cách rộng, một nàng dâu nhiều cây đắng và một người mẹ hiền vọng. Nhưng ngài đã biết vượt thắng tất cả. Mặc dù ngài là một Kitô hữu, cha mẹ ngài là cả trong người ngoại giáo. Ông chồng bà tên Vanisius là một người tốt, nhưng ông rất nóng nảy và phóng túng. Monica còn phải chứng tính bà mẹ chồng hay khác lòng. Ông Vanisius từng lấy la vợ thì bà hay thương người và hay đỡ người khác. Nhưng gương mẫu đời sống và tâm tình cầu nguyện của Monica đã chinh phục được người chồng như mẹ chồng, và ngài đã đưa họ trở về với đức tin người đạo. Có những giọt nước mắt đem lại hạnh phúc cho người khác, có những giọt lệ làm lay chuyển tâm hồn những người thân thương. Giọt nước mắt của người mẹ luôn có tác dụng rất lớn, đặc biệt đối với con cái trong gia đình. Và vậy, giọt nước mắt của Monica đã biến đổi cả cuộc đời của Augustino, người con trai thông minh nhưng ngang tàng kỳ lạ. Monica đã cầu nguyện và khóc lóc rất nhiều, và Chúa đã nhận lời là và ban cho Augustino được ơn độ mới. Augustino trở về với Chúa và đã theo tiếng gọi yêu thương của Chúa, chứng kiến cuộc đời cho sứ mạng tin mừng, và ngài đã trở nên giám mục tại thành con và là một vị thánh vừa uyên bác vừa thánh thiện. Từ nay mẹ Monica đã có một gia đình hạnh phúc và thánh đức. Ngài hoàn thành sứ mạng và trở về với Chúa trong thời gian.
Monica đã trở nên gương mẫu cho các bà mẹ công giáo trong làng. Ngài là bộ mặt của các người mẹ công giáo trong tất cả mọi thời đại và thời gian. Xuyên suốt thời gian, niềm hạnh phúc lớn lao của Monica vang vọng và lan tỏa trong khắp cả hội thánh. Monica diễn phúc trong tư cách là người mẹ. Quả vậy con cái chính là triều thiên của cha mẹ mình, và triều thiên đó phải trả giá bằng nhiều đau khổ. Triều thiên của Monica chính là thánh Augustine. Và từ đó, con cái chúng ta sẽ trở nên nguồn vui hạnh phúc và sẽ trở nên triều thiên khi Chúa gọi chúng ta về. Và đặc biệt, khi chúng ta trong ngày thứ hôm nay của các bạn mẹ chúng ta, chúng ta đã được hưởng nhờ rất nhiều những ơn lành cao lòng thương xót của Chúa, từ việc tha thứ qua những giải tội, từ việc được nhận thiện với Chúa trong những lễ tạ ơn hôm nay, cùng với các mạnh và ơn toàn xa của ngày thứ này. Xin cho mỗi bạn mẹ chúng ta biết cảm nhận yêu của Chúa, biết hát để thể yêu của Chúa trước hết bằng chính cuộc sống của mình, biết thực thi lòng thương xót với mọi người, và trước khi thực thi lòng thương xót đối với những người xung quanh, biết thực sự yêu thương xót phục vụ quan tâm giúp đỡ tới chồng tới con trong gia đình. Ước mong những ơn thánh của ngày hành cư đặc biệt trong năm hành lòng thương xót này, nhờ lời bầu đường của hai thánh quan thầy, xin Chúa chúng thành ban tràn đầy ơn lành cho mỗi bạn bè chúng ta, và rồi khi trở về trong gia đình, chúng ta thực sự là những dấu chỉ và những ý đồ của lòng thương xót Chúa, để từ nay chúng ta sẽ xây dựng một mái ấm hạnh phúc trong chính giáo họ giáo sư giáo dân. Thank you.
Yeah.
Thank you.